Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Video ngày nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn một ứng dụng thay đổi giao diện tin nhắn mặc định trên điện thoại của các bạn. Rồi, nếu như anh em quá quen thuộc với cái giao diện này, là nhìn nó cũng không đẹp mắt lắm nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng là nó có thể nhiều màu sắc, nhiều cái ảnh nền khác nhau, rất là đẹp luôn. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho các bạn bằng điện thoại hệ điều hành Android ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào cửa hàng Shopify nè. Ứng dụng mình chia sẻ cho các bạn đây. Các bạn sẽ tìm giùm mình là Messenger SMS. Tiếp tục tìm đúng cái biểu tượng cái này. Đây. Messenger SMS Message. Đây là ứng dụng mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ cài đặt ha. Ứng dụng này cũng khá là đẹp nha các bạn. Rồi, sau khi cài đặt rồi thì bây giờ mình sẽ mở lên nè. Các bạn đợi một khoảng thời gian để ứng dụng nó bắt đầu hoạt động nha. Rồi, khi nó hiện như thế này thì các bạn sẽ chọn là OK. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là thay đổi nè. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho phép nè. Tiếp tục chọn cho phép. Các bạn chọn cho phép luôn. Đó. Bây giờ ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái giao diện. Mình thích cái nào thì mình chọn cái này ha. Bây giờ mình sẽ chọn cái giao diện này đi. Tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào chữ áp dụng nè. Khi nó hiện như thế này thì các bạn cứ nhấn vào dấu X ở đây. Đó. Giao diện nhìn rất là tuyệt vời luôn các bạn. Rất là đẹp mắt. Đó. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi cái giao diện này bằng cách nhấn vào biểu tượng ở đây. Đây đây. Đó. Bây giờ mình thích cái nào thì mình sẽ chọn tùy ý. Mình sẽ chọn một cái bất kỳ đi. Đây. Chọn cái này đi. Rồi tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào chữ áp dụng nè. Do ứng dụng này mình xài miễn phí nên nó hay có quảng cáo nha các bạn. Nó giao diện đã được thay đổi. Nhìn rất là đẹp mắt nha các bạn. Ở đây có rất là nhiều cái giao diện nè. Rất là nhiều luôn. Riêng những cái giao diện mà nó có cái ổ khóa nè, là các bạn phải mua cái phiên bản RAW, tức là phải trả phí thì mình mới sử dụng được nha các bạn. Nhưng theo mình nghĩ là mình cứ sử dụng cái phiên bản miễn phí của nó đi. Để mình điểm coi. 2, 4, 6, 8, 10. Đây, nó cho mình 10 cái miễn phí, 10 cái giao diện miễn phí. Thì các bạn có thể thay đổi luân phiên là được rồi, không cần phải mua đâu. Bây giờ mình trở ra ha. Ứng dụng này nó có một cái là nó quảng cáo hơi bị nhiều nha các bạn. Nói chung là mình sử dụng miễn phí thì mấy cái quảng cáo này thì mình cũng tạm chấp nhận đi. Rồi, ngoài cái mặc định như thế này nè, thì các bạn cũng có thể thay đổi cái mặc định của nó bằng cách nhấn vào chỗ ba gạch đây nè. Nó. Ở đây các bạn có thể thay đổi theo ý thích của mình. Nói những cái phần này các bạn tự tìm hiểu thêm ha. Ở đây cũng có cái phần cài đặt nè, cài đặt những cái trên cái tin nhắn của mình ha. Đây, có thể giao diện hình nền, phong cách chủ đề, bong bóng, phông chữ và cỡ chữ. Nói chung những cái này mình không chia sẻ cho các bạn tự tìm hiểu thêm ha. Rồi, mình cũng xin dừng lại video ở đây. Nếu các bạn thấy thích thì cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp.
Xin chào.